giá xăng giảm mạnh, hàng không vẫn khó. Các doanh nghiệp viễn thông chung tay hỗ trợ phòng chống dịch. Hướng dẫn nội dung tinh giản các môn học bậc trung học phổ thông. Ứng dụng nCoV bổ sung hai tính năng mới. Những thông tin về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được chính phủ, các bộ ngành và các địa phương tích cực triển khai sẽ mở đầu vòng quay 24 giờ sáng nay. Thưa quý vị, chính phủ đã họp phiên thường kỳ theo hình thức trực tuyến kết nối với 21 bộ, các cơ quan ngang bộ và hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong lời khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải thích thêm về nội dung của chỉ thị 16 mới ban hành, trong đó có vấn đề cách ly xã hội nhằm đảm bảo sức khỏe tính mạng cho nhân dân, chứ chưa phải là phong tỏa xã hội. Thủ tướng cũng khẳng định chính phủ Việt Nam đang chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thủ tướng cũng nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đã nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là lo cho người dân, nhất là người nghèo, những người thất nghiệp. Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ thảo luận, thống nhất và công bố ngay gói hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân trong lúc khó khăn như hiện nay. Báo cáo tại cuộc họp thường kỳ của chính phủ cho thấy, trong quý 1, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ đạt 3,82%, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ quý 1 năm 2009. Riêng tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ chỉ đạt 3,27%, mức thấp nhất trong hàng chục năm qua. Điểm sáng của xuất nhập khẩu hàng hóa là xuất khẩu khu vực trong nước tăng mạnh 8,7%, nhập khẩu giảm 3,4%, xuất siêu 2,8 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi họp, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh, thời gian 15 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 theo nhận định sẽ là những ngày bùng nổ của COVID-19 ở Việt Nam. Nếu thực hiện tốt cách ly xã hội, cách ly giữa người với người thì sẽ hạn chế được các tổn thất do COVID-19 gây ra. Do đó, các cấp các ngành phải tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, hôm qua 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Quyết định này càng thúc đẩy công tác phòng chống dịch theo hướng quyết liệt hơn. Các địa phương phải đầu tư đúng mức cho hoạt động dập dịch, phòng chống dịch ở mức cao hơn. Theo công bố dịch của Thủ tướng Chính phủ, thời gian xảy ra dịch tại Việt Nam là từ ngày 23 tháng 1 năm 2020, ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Dịch bùng phát trên phạm vi toàn quốc và nguyên nhân là do chủng mới của virus corona gây ra. Mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này thuộc nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu và lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Trong quyết định công bố dịch bệnh của chính phủ cũng đưa ra các biện pháp phòng chống dịch, thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, khai báo cảnh báo dịch, tổ chức cấp cứu, khám, chữa bệnh, tổ chức cách ly y tế, vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, kiểm soát ra vào vùng có dịch, huy động và trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch, hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi và điều trị người mắc bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, các cơ quan ngang bộ, các tỉnh, cơ sở y tế, các tổ chức cá nhân thực hiện theo yêu cầu phòng chống dịch và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhằm ủng hộ người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện tốt cách ly xã hội mà vẫn duy trì được nhiều hoạt động như học tập, làm việc, khám, chữa bệnh từ xa qua các dịch vụ viễn thông Internet, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp trực tuyến phát động các doanh nghiệp viễn thông thực hiện một số chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh. Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông di động miễn phí toàn bộ cước truy cập dữ liệu cho các chương trình học từ xa, miễn phí các giải pháp phục vụ đào tạo và quản lý giáo dục. Giá trị của gói hỗ trợ này lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, hỗ trợ Bộ Y tế triển khai hệ thống khám bệnh từ xa đến gần 14.000 cơ sở y tế để giảm tải việc khám chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện. Các doanh nghiệp ngành viễn thông sẽ có các chương trình giảm cước viễn thông cho các đối tượng thuộc chương trình hỗ trợ an sinh xã hội với mức giảm lên tới 20%, lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại các khu vực cách ly tập trung, các cơ sở y tế đang thực hiện cách ly, điều trị, miễn cước cho cán bộ y tế, các đội ngũ phục vụ công tác hậu cần, công an, quân đội, các tình nguyện viên và các khách hàng tại khu vực cách ly tập trung, để hỗ trợ người dân làm việc, học tập, giải trí tại gia đình trong giai đoạn cách ly toàn xã hội. Các doanh nghiệp nâng tốc độ tối thiểu của nhiều gói cước dịch vụ truy nhập Internet cố định lên 50%, nhưng không tăng giá,
tăng dung lượng sử dụng dữ liệu data của nhiều gói cước lên 50%, nhưng không tăng cước. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình ưu đãi như giảm giá, giãn nợ cước, tặng dữ liệu, miễn cước sử dụng các nội dung học tập, giải trí, nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau theo từng đối tượng. Trước tình hình nghỉ học dài ngày do dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc trung học phổ thông ở học kỳ 2 năm học 2019-2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học chủ đề cần đảm bảo các yêu cầu như đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tinh giản tối đa các nội dung kiến thức trùng lặp. Bộ yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung đã được ghi, không dạy, không làm, không thực hiện, đồng thời khuyến khích học sinh tự học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xây dựng ma trận đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020, công bố đề minh họa sau khi có nội dung các môn học được tinh giản, giảm tải. Vì thế, các nhà trường, giáo viên bám sát nội dung tinh giản để có kế hoạch dạy học, hướng dẫn học sinh ôn tập. Ứng dụng khai báo y tế tự nguyện nCoV vừa bổ sung thêm hai tính năng mới bao gồm mở rộng bản đồ và khai tiếp xúc. Ứng dụng nCoV đã được cập nhật thêm trên bản đồ dịch bệnh lịch trình di chuyển của những ca F0 dương tính với COVID-19 để người dân tránh di chuyển vào những vùng nguy hiểm có nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời cũng giúp những người đi vào vùng nhiễm dịch biết và khai báo nguy cơ với cơ quan y tế thông qua ứng dụng nCoV. Còn với tính năng mới khai báo tiếp xúc, người dùng có thể khai báo thông tin cho bản thân hoặc người nhà, phản ánh trường hợp xung quanh mà mình biết có đi từ nước ngoài về hoặc tiếp xúc với trường hợp đi từ nước ngoài về. Trước đó, tính năng quét mã QR giúp người dùng chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân với người xung quanh và kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đối diện cũng nhận được nhiều sự chú ý của người dùng với hơn 1 triệu bản ghi quét mã QR kể từ ngày ra mắt 26 tháng 3. Theo thống kê, tính đến 14 giờ ngày 31 tháng 3, đã có 3.850.000 lượt tải ứng dụng nCoV và 4.032.000 bản ghi khai báo y tế tự nguyện. Để phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra, tập trung toàn bộ người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định vào trung tâm hỗ trợ xã hội. 24 quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu kiểm tra, tập trung toàn bộ người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng, không nơi cư trú ổn định, đặc biệt là người cao tuổi vào trung tâm hỗ trợ xã hội hoặc trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần đối với trường hợp có biểu hiện tâm thần, chú trọng tại khu vực cửa ngõ, trước cổng các siêu thị, chợ, bệnh viện và tại các giao lộ lớn. Thành phố cũng chỉ đạo các quận, huyện trang bị khẩu trang cho các đối tượng ngay khi thực hiện việc tập trung, thực hiện khai báo y tế và phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở để tổ chức cách ly y tế kịp thời, lập danh sách các địa điểm thường xuyên có người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định, phối hợp với các quận huyện giáp ranh để xử lý. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu về đảm bảo cung cấp điện cho các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, Điện lực thị xã Phú Mỹ đã triển khai nâng cấp trạm biến áp khu vực cách ly tập trung tại sân vận động thị xã Phú Mỹ. Sân vận động thị xã Phú Mỹ được dự kiến trở thành khu vực tiếp nhận khoảng 250 trường hợp cách ly tập trung. Khu vực này hiện đang được cấp điện từ trạm biến áp có công suất 25 kV-A. Nhằm đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục cho khu cách ly tập trung, Điện lực thị xã Phú Mỹ đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật cho thay thế nâng cấp trạm biến áp lên tổng công suất 50 kV-A. Điện lực thị xã Phú Mỹ đã tiến hành kiểm tra tất cả các cái điểm mà theo phương án của ban chỉ đạo thị xã. Thì trong đó có một điểm tại sân vận động thì công suất là không có đủ, mới chỉ 25 kVA thôi. Thì chúng tôi sẽ nâng lên là thành 50 kVA để đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho cái khu cách ly tập trung này, nó gần 250 giường. Đó. Và các điểm khác thì chúng tôi đã kiểm tra và cũng phát quang rồi chỉnh sửa, đảm bảo đủ đúng kỹ thuật, đảm bảo cấp điện ổn định cho tất cả các khu vực cơ sở y tế. Đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục cho các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Ngoài nâng công suất các trạm biến áp tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, Điện lực Phú Mỹ còn triển khai các phương án sử dụng máy phát điện dự phòng, bố trí nhân viên trực 24/24 giờ tại khu vực cách ly để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.
Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Những ngày cuối tháng 3, giá xăng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, mức giảm này lại không mang đến niềm vui cho những ngành tiêu thụ xăng với số lượng khổng lồ như là ngành hàng không. Mỗi lít xăng RON 95 hiện đang ở mức 12.560 đồng, cộng theo 4 sắc thuế, thuế bảo vệ môi trường cố định 3.000 đến 4.000 đồng một lít, thuế nhập khẩu 20%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và 10% VAT. Bởi vậy, giá xăng giảm mạnh không đồng nghĩa với việc các mức thuế cố định sẽ giảm, mà ngược lại, mức nộp lại tăng lên. Vì rõ ràng là đây là thuế tuyệt đối là 3.000 một lít, đúng không ạ? Chứ không phải là tính trên cái giá trị xăng dầu, bao nhiêu phần trăm giá trị. Và vì thế cho nên khi mà cái giá xăng dầu nó giảm đi, thì rõ ràng cái mức thuế nó sẽ tăng cao lên. Trong trường hợp hàng không là như vậy. Dù máy bay hầu hết đã nằm sân vì dịch bệnh, nhưng chi phí hàng ngày của các doanh nghiệp hàng không vẫn leo thang. Trung bình mỗi ngày, Vietnam Airlines vẫn phải nộp 6,5 tỷ và Vietjet phải nộp 4,6 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường. Phí thì cũng giống như là thuế, thì nó thu theo một cái tỷ lệ cố định mà số tiền rất là nhiều. Nó khác với lại cái phí khác thì nó chỉ là cái để trang trải chi phí cho các cái cơ quan tổ chức thực hiện cái dịch vụ đấy thôi và nó không nhiều. Thế nhưng mà đây thì nó sẽ là con số ngang với những cái sắc thuế lớn. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái giá cả, giá thành của doanh nghiệp. Đến thời điểm này, các hãng hàng không ước tính đã thiệt hại khoảng 30.000 tỷ đồng do dừng hoạt động đường bay tới Trung Quốc, châu Âu. Và khi tất cả các đường bay quốc tế phải đóng cửa, thì con số thiệt hại sẽ còn tăng hơn nhiều. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất giảm 50% thuế nhập khẩu nhiên liệu và bảo vệ môi trường trong 3 tháng cho hãng bay. Nhưng theo các hãng hàng không, đề xuất này chưa đủ nên đã kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường trong một năm. 2 đến 4.000 như vậy thì chiếm tỷ trọng rất lớn trong cái giá của xăng dầu. Cho nên giảm cái phần thuế đó thì cũng phần nào góp cho cái phần giảm chi phí sản xuất của họ thì cũng giảm bớt những khó khăn cho các doanh nghiệp. Thì đấy là một yêu cầu theo quan điểm cá nhân tôi thì cũng tương đối là đúng. Hàng loạt biện pháp và kịch bản khôi phục ngành hàng không đã được các bộ ban ngành đưa ra. Tuy nhiên, việc thực hiện hỗ trợ vẫn còn khá chậm, khiến các doanh nghiệp vẫn đang trong tình trạng cầm cự chờ ứng cứu.